Tiếp theo là combo số 17 nha quý vị. Cái combo này có 10 cây sâm hương, 250 bao khuyến ship toàn quốc ha. Anh chị em nào mua vô lòng chuyển khoản trước nha quý vị. Đây là cây số 1 nè. Nói chứ nó có chi tiết hết trơn nha quý vị. Tạng thiên nhiên ha, một cây ha. Về ép vô cái chậu nhỏ nhỏ vậy nè. Đó, mấy cái tông này nè, cắt sát vô tới cổ hủ ép luôn. Vậy nó mới đẹp, rồi vô đây là nhìn nó mới duyên. Ví dụ như không có cái chậu nhỏ quá thì vô cái chậu lớn hơn chút xíu vậy nè. Vậy vậy nè, bật ra mấy cái này. Đây cây số 2 nha quý vị. Đó. Cái này tỉa 2 tháng là nó tròn vo luôn nha quý vị. Cây số 3 nè. Này một cốt nè. Số 4 nè, số 5 nè, số 6 nè, số 7 nè, số 8 nè. Mấy cây này với dễ ép vô đẹp lắm nè. Đó. Số 9 nè. Cái cây số 10 nè, đế đều đều ra trơn nha quý vị nè. Đế đều ra trơn vậy heo. Cây này ép thành cây mi siêu mini nó đẹp. Rồi 10 cây nha quý vị. 250 ha. Anh nào mua chuyển trước 100 cũng được, còn lại 150 shipper thu hộ nha quý vị. Rồi xuống luôn quý vị ơi.